Xin kính chào toàn thể quý bà con. Chào mừng toàn thể quý bà con đến với kênh nông nghiệp thông minh, công ty trách nhiệm hữu hạn giống cây trồng Thịnh Vượng. Hôm nay có mong muốn là gửi tới quý bà con một cái chương trình rất là đặc biệt. Đấy, hôm nay vừa nãy thì tôi đã có thực hiện buổi live stream nhưng mà thực ra là do cái tín hiệu nó kém nên là nó mờ lắm. Bây giờ mờ, thứ hai là nghe ghi âm nó cũng không rõ. Nên bây giờ tôi muốn quay lại video và tôi xin gửi đến quý bà con cho nó rõ ràng cụ thể. Thứ nhất là công ty tổ chức cái chương trình tặng hạt cà chua Tesla kháng héo xanh cho toàn thể quý vị ở mọi miền trên tổ quốc. Đấy, thì số lượng thì nó tặng thì nó từ 30 đến 50 hạt. Đấy, nhưng mục đích chúng ta trồng đấy khoảng độ 10 đến 20 cây. Chúng ta trồng vào, thứ nhất đó có hai cái mà chúng tôi cần khuyến cáo. Một là chúng ta lấy cái đất đúng là cái đất vừa bị chết héo xanh xong. Cái ruộng cà chua nào mà vừa bị chết héo xanh, cây đấy vừa mới chết xong thì chúng ta lấy đúng cái đất đấy. Chúng ta có thể là trồng trực tiếp trên cái đất đấy. Thứ hai là chúng ta trồng xúc cái đất mà của cái cây mà vừa bị chết xong đấy, cho vào cái bầu, cái bịch hoặc là cái chậu chậu để chúng ta trồng trực tiếp cái hạt cà chua Tesla trên đó. Sau 3 tháng thì sẽ có kết quả cụ thể. Đấy là một cái điều mà thực tế nhất mà công ty muốn là làm việc cùng với quý bà con, chứ không muốn là chúng ta sẽ lãng phí cái thời gian, và chúng ta muốn là có cái nhìn thực tế nhất. Ví dụ như bà con ở Đại Tự Yên Lạc Vĩnh Phúc chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta trồng ở trên cái đất, cái vùng đất đấy, thì toàn bộ những cái bà con xung quanh là người ta hoàn toàn là thấy yên tâm. Đấy, khi mà chúng ta đã trồng ở trên cái vùng đất đấy, là ai mà ở trên Đại Tự Yên Lạc Vĩnh Phúc chẳng hạn mà muốn mua cái hạt cà chua của công ty thì công ty hoàn toàn có thể khuyến cáo cho bà con là đến cái mô hình nhà này thăm. Đấy, thực tế ở đây, hoặc là chúng ta nhé, tôi mong muốn là chúng ta hãy mời bà con hàng xóm, những cái người mà trồng cà chua tốt đấy, người ở khu vực đấy đến nhìn trực tiếp. Đấy, trồng trực tiếp là trên cái đất kháng, ở trên cái đất bị héo xanh. Đấy, cái giống cà chua Tesla nó thể hiện ra sao, thì cái đấy là cái truyền đạt cái thông điệp của công ty. Công ty thì tặng hạt nhưng mà mong muốn là như này, toàn bộ những người mà nhận hạt thì hãy gửi cho công ty xin lại cái video. Đấy, xin lại cái lúc chúng ta trồng nhé, quay cho công ty đến khoảng 15 giây. Khi chúng ta cây nó lớn, chúng ta quay lại cho công ty nếu xin đến khoảng 15 20 giây. Đấy, và khi có quả, tức là sau khi đã có quả chín rồi nhá, là thành công rồi đúng không? Là quay lại cho công ty xin đến 15 20 giây. Đấy, thực tế là nó không chết thì chúng ta là khẳng định được là giống cà chua Tesla là ok, thì tôi sẽ, công ty sẽ ghi nhận lại toàn bộ các vùng trên cả nước. Đấy, ngoài những cái gói hạt mà công ty đã bán ra rồi, chúng tôi muốn làm thực tế vào cái điều kiện khắc nghiệt nhất như này. Bây giờ ở miền Bắc thì các bác biết là nhiệt độ đang sắp bước vào mùa hè, nhiệt độ cực kỳ cao, nhiệt độ sẽ lên đến đỉnh điểm và sẽ là thử thách tất cả các giống cà chua, thì giống cà chua Tesla sẽ là một cái sự lựa chọn tối ưu cho quý bà con. Đấy, thì tôi mong muốn như vậy. Thì tôi có đi công tác tại Thái Lan trong vòng từ giờ đến hết ngày mùng 5, tức là đến ngày mùng 6 thì tôi quay trở lại Việt Nam. Thì tôi mong muốn là ai mà theo dõi được cái video này, mong muốn nhận hạt, hãy nhắn tin cho tôi qua số, nhắn tin qua số Zalo nhé. Số Zalo là 0389640555, đấy là cái số của công ty Thịnh Vượng. Đấy, các bác đấy là đánh vào trên Google thì nó chỉ ra số của công ty Thịnh Vượng thôi. Chúng ta không nên mua của bất cứ một cái đơn vị nào khác mà có nhái lại của công ty Thịnh Vượng về giống cà chua Tesla. Công ty cà chua Tesla đã được đăng ký bảo hộ, đã được đăng ký với Bộ Nông nghiệp về cái loại hàng hóa mà được sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Đấy, thì kính mong là chúng ta hãy làm, hãy thử trên cái đất mà bị héo xanh. Chúng ta có thể trồng trực tiếp hoặc là chúng ta xúc vào trong chậu, trong bịch để chúng ta trồng, và sau khi đó thì gửi lại cho công ty. Công ty xin cảm ơn. Đấy, cứ bà con nhận hoàn toàn miễn phí, chúng tôi sẽ tặng từ 30 đến 50 hạt cho quý bà con. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Đấy.